Xin chào quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu về sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10, bộ sách Chân trời sáng tạo, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Các tác giả tham gia viết bộ sách là những người có kinh nghiệm trong thực hành tâm lý và tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường. Và chắc là chúng ta cũng quan tâm xem ý tưởng và quan điểm biên soạn gắn với thông điệp chung của bộ sách này như thế nào. Có thể nói bộ sách được xây dựng mang tính hiện đại mà truyền thống, có bản sắc văn hóa Việt Nam cũng như tính địa phương, tính vùng miền. Bộ sách được biên soạn dựa trên nền tảng khoa học về nhận thức hành vi. Điều này rất quan trọng vì nó làm cơ sở khoa học cho quá trình hình thành và phát triển cái năng lực và phẩm chất nhân cách cho học sinh. Thiếu điều này, quá trình giáo dục sẽ kém hiệu quả. Tình huống: con đừng đi chơi trò chơi điện tử đấy nhé. Tại sao lúc nào mẹ cũng nghĩ con đi chơi trò chơi điện tử ạ? Nếu là bạn trong tranh, em thể hiện thái độ và lời nói như thế nào cho phù hợp? Em thấy bố mẹ to tiếng với nhau về việc học tập của em trai. Em sẽ làm gì? Bố đi làm về có vẻ mệt mỏi và khó chịu. Bố mắng là nhà cửa bề bộn mà không dọn dẹp. Cảm xúc của em thế nào và em sẽ làm gì? Ngoài ra, bộ sách thể hiện sự linh hoạt và mềm dẻo, là sự tích hợp cao về nội dung và phương thức tổ chức. Mỗi chủ đề không quy định số tiết. Giáo viên hoàn toàn linh hoạt sử dụng quỹ thời gian sao cho phù hợp với đối tượng học sinh của mình. Về cấu trúc sách, cuốn sách được bắt đầu là trang bìa sách có các thông tin như tác giả, này, tên sách, nhà xuất bản, thể hiện 4 mạch nội dung cơ bản của hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10. Sau trang bìa là ký hiệu dùng sách, mục lục và lời nói đầu. Tiếp theo là các chủ đề, và chủ đề được biên soạn dựa trên 4 mạch nội dung theo yêu cầu của chương trình. Đó là hoạt động hướng vào bản thân, hoạt động hướng đến xã hội, hoạt động hướng đến tự nhiên và hoạt động hướng nghiệp. Sách bao gồm có 9 chủ đề và được sắp xếp như sau. Thứ nhất là thể hiện một số phẩm chất của người học sinh. Thứ hai là xây dựng quan điểm sống. Thứ ba là giữ gìn truyền thống nhà trường. Thứ tư, thực hiện trách nhiệm với gia đình. Thứ năm, xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và phát triển kinh tế gia đình. Thứ sáu là vận động cộng đồng cùng tham gia các hoạt động xã hội. Thứ bảy, tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương. Thứ tám là định hướng học tập và rèn luyện theo nhóm nghề lựa chọn. Cuối cùng là bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường tự nhiên. Sau chủ đề thứ 9 là trang giải thích thuật ngữ, giúp học sinh hiểu rõ hơn một số từ mới trong cuốn sách giáo khoa này. 9 chủ đề này được thực hiện cho loại hình hoạt động giáo dục theo chủ đề. Sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp thì các nhà trường hoàn toàn có thể thiết kế các nội dung giáo dục đáp ứng tính thời sự và văn hóa của địa phương, của xã hội. Các tác giả bộ sách có đưa ra gợi ý lựa chọn một số những cái nội dung mà có thể hình thành và phát triển khi mà học sinh tham gia các hoạt động giáo dục sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp. Xin chia sẻ về cấu trúc của chủ đề. Tôi thấy chủ đề bắt đầu bằng tên của chủ đề và mục tiêu của chủ đề, và với những cái bức tranh của chủ đề rất là sinh động, đúng không ạ? Tiếp theo đó là phần định hướng nội dung. Học sinh sẽ biết mình sẽ được tham gia những hoạt động nào. Sau trang định hướng nội dung, đó chính là các nhiệm vụ. Bắt đầu từ màu vàng, đó là những nhiệm vụ mang tính khám phá và kết nối kinh nghiệm. Nhiệm vụ mang tính rèn luyện có màu xanh. Nhiệm vụ mang logo màu tím, đó là những nhiệm vụ mang tính vận dụng và mở rộng trong thực tiễn. Với chủ đề, đó là hoạt động tự đánh giá với logo màu đỏ.
sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 của sách Chân Trời Sáng Tạo mang tính thực tế, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh và được viết theo cách hướng dẫn từng bước để học sinh có thể tự học, tự rèn luyện, tự thực hiện để đạt được các kỹ năng. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như để hình thành được kỹ năng tranh biện, trong sách đã đưa ra rất là rõ ràng 6 bước để thực hiện nó. Chúng ta xác định những vấn đề cần tranh biện, chúng ta phải xây dựng các lập luận như thế nào, chúng ta phải rèn ngôn ngữ để chúng ta hình thành và thuyết trình những vấn đề đó ra sao. Thứ hai, giáo viên dễ dàng tổ chức hoạt động. Với việc viết sách logic, tường minh, theo tiếp cận trải nghiệm, các hoạt động được thiết kế từ dễ đến khó, từ kết nối kinh nghiệm đến rèn luyện kỹ năng và vận dụng mở rộng. Tất cả đi theo chu trình và được hướng dẫn chi tiết, cụ thể, từng bước đi đến mục tiêu. Điều này còn được thể hiện trong sách giáo viên nữa. Tôi quay trở lại với ví dụ của học sinh là hình thành khả năng tranh biện. Vậy thì giáo viên sẽ tổ chức như thế nào? Giáo viên có thể tổ chức hoạt động nhóm. Một bên thì bảo vệ quan điểm của mình, bên kia thì phản biện lại và có thể đổi vế cho nhau để các em có thể đứng ở hai vai để cùng tranh biện về một vấn đề. Giáo viên sẽ không còn khó khăn nữa trong việc đi tìm con đường làm thế nào để học sinh có thể hình thành các kỹ năng. Thứ ba là giáo viên sẽ tìm thấy chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau. Sách giáo khoa đề cập đến những vấn đề mang tính hiện đại. Muốn giải quyết bản chất của vấn đề, muốn đi thẳng vào các kỹ năng tâm lý xã hội như là quản lý cảm xúc, kỹ năng phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề. Các kỹ năng này được viết một cách giản dị mà hiệu quả. Thứ tư là phụ huynh và cộng đồng thì tìm thấy vị trí của mình trong giáo dục con trẻ. Ví dụ như là xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân và góp phần phát triển kinh tế gia đình. Qua chủ đề này, học sinh được tập dượt cách xây dựng kế hoạch tài chính, biết chi tiêu tiết kiệm và biết cách cùng gia đình xây dựng phát triển kinh tế. Tiếp theo là cuốn sách sẽ giúp giáo viên sử dụng hiệu quả thời gian trên lớp. Học sinh được hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong sách giáo khoa ở nhà trước khi đến lớp. Học sinh sẽ làm, thực hiện các nhiệm vụ vào sách bài tập, chuẩn bị sẵn sản phẩm nếu mà có liên quan đến chủ đề. Ở trên lớp, giáo viên sẽ tổ chức các hoạt động trên các vật liệu và kinh nghiệm đã chuẩn bị trước liên quan đến chủ đề. Thời gian trên lớp là thời gian rất là quý báu để học sinh được trải nghiệm với các hoạt động giáo dục mà giáo viên tổ chức. Cho nên mô hình lớp học đảo ngược được khai thác tối đa trong hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Giáo viên tìm thấy sự đa dạng về hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm. Có khá nhiều hình thức và phương pháp giáo dục mới, hiện đại và cập nhật với thế giới để hình thành các kỹ năng cho học sinh được thể hiện trong bộ sách. Ví dụ, các phương pháp tổ chức như trò chơi, thảo luận nhóm, tranh biện, phương pháp phòng tranh, phương pháp công đoạn, dự án hay là các game show, sân khấu hóa và cả trải nghiệm thực tế. Giáo viên có thể khai thác hệ tài nguyên trực tuyến và góc hỗ trợ trực tiếp từ chủ biên chương trình, từ các tác giả, từ nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Giáo viên có thể tìm trên các trang như tập huấn, hành trang số, chân trời sáng tạo của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bộ sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 của chân trời sáng tạo thuộc nhà xuất bản giáo dục Việt Nam là bộ sách chuẩn mực về nội dung và hình thức thể hiện, khoa học về tổ chức hoạt động và kiểm tra đánh giá, hiện đại về ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, khoa học tâm lý giáo dục vào cuộc sống của chính học sinh. Bộ sách mở ra không gian trải nghiệm rộng lớn và giúp giáo viên cũng như học sinh được thỏa sức sáng tạo và linh hoạt để tạo nên chính mình. Thay mặt cho các chủ biên cũng như các tác giả, tôi xin cam kết đồng hành cùng thầy cô để chúng ta làm tốt nhất ý tưởng của sách giáo khoa, mục tiêu của chương trình cũng như công cuộc đổi mới giáo dục lần này.